Chú Thế Hạo trải lòng, sư Minh Đạo, người gì dùng những lời tốt đẹp dành cho hành giả Minh Tuệ, vừa bị giáo hội bắt quỳ gối sám hối và đã viết đơn xin thôi mọi chức vụ trong ban trị sự. Tôi nghĩ đây là một câu chuyện buồn bã, cả cho đạo Phật lẫn văn hóa. Nhà tu hành Minh Tuệ từ khi nổi tiếng bất đắc dĩ, trên truyền thông đã vô tình trở thành một biểu tượng của đoàn kết tôn giáo và là chất keo hàn gắn lòng người. Đã có những cha xứ, những linh mục, những người bên đạo cao đài hết lời ca tụng ông, đã khiến hàng triệu dân thường như được tưới mát cõi lòng và khởi lên thiện tâm. Thế nhưng buồn thay và đáng xấu hổ thay, chính những người trong nội bộ Phật giáo lại chia rẽ và tự mình gây ra biết bao ồn ào không ngớt trong khoảng 2 tháng qua. Tôi vẫn cứ nghĩ người xuất gia là đã đặt trọn tâm mình trên đường giải thoát, xả ly mọi ràng buộc của danh văn lợi dưỡng, buông bỏ hết tất thảy thân tân thế giới. Nhưng lạ thay, dường như nhiều trong số họ còn dính mắc, tranh đoạt, sân si hơn cả người đời. Là tại sao nhỉ? Thế thì đi tu vì cái gì? Sư Minh Đạo là người có một cái tâm chân thành, từ ái và đầy lòng thương mến dành cho con người. Xin chúc ông dũng mãnh hơn trên đường tu để vượt qua những chướng ngại mà thành tựu nguyện ước trong cuộc đời. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.